Đúng như đã hứa thì ngày hôm nay Elite Cameraman đã tung ra thêm hai bản list cuối cùng từ tập 70 mà Dafu đã gửi cho anh chàng này và các bạn đoán xem mức độ điên rồ của nó là như thế nào so với hai tấm ảnh list kia của ngày hôm qua. Nhiều thứ hơn đã được tiết lộ, như việc điều gì cũng có thể xảy ra và địa điểm xảy ra là ở đâu. Hơn hết là với bản list ngày hôm nay thì ta có thể xác nhận một điều rằng độ tàn khốc của nó là rất lớn bởi thậm chí đến cả người mạnh nhất của tộc TV À không, nói đúng hơn là người mạnh nhất của series phim hiện tại là Titan TV Man đã tức giận và anh đã nghiêm túc hơn rất nhiều rồi. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra trong tập 70 này? Chào mừng các bạn đến với Ben Chị Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích và giải mã những bí ẩn trong tấm ảnh leak cuối cùng của tập 70 Skibidi Toilet nhé. Nhắc lại cho các bạn một lần nữa thì lý do bà Đậu Phu lại không tự tay đăng ảnh leak lên server Discord hay lên trên cửa hàng của mình là vì anh ấy không có nhiều thời gian vì quá bận biểu với việc sản xuất tập 70. Hơn nữa là anh ấy sợ rằng nếu như mình tự tay đăng leak lên hai địa điểm mà mình vừa đề cập thì nhiều người sẽ tưởng rằng phim sẽ ra mắt vào ngày hôm sau. Nhưng mà trên thực tế thì không phải, lịch ra mắt của tập 70 sẽ là vào ngày 14 giờ Hoa Kỳ tức là ngày 15 theo giờ Việt Nam. Thế nhưng theo Elite Cameraman tiết lộ thì khả năng cao Đậu Phu sẽ trì hoãn thêm một ít thời gian nữa Vậy nên mặc dù nói là ngày 14 đã ra mắt chứ cũng không dám chắc chắn đâu nhé. Đó chính là lý do vì sao mà anh lại gửi ảnh leak về cho Elite Cameraman Và nhờ anh thông báo giúp mình nói một chút về bức ảnh leak ở phe liên minh ngày hôm qua Thì chúng ta đã thắc mắc về dòng chữ ngay trên cánh cửa gara là gì Mình đoán rằng tùy theo trường hợp mà ý nghĩa của dòng chữ này sẽ thay đổi theo Đầu tiên nếu như The phù đang muốn troll thì nó là Fking Còn thứ hai nếu mà đẩy nghiêm túc thì nó sẽ là looking. Tuy nhiên ngẫm lại thì cả hai trường hợp đều không phải và nó chả mang một ý nghĩa gì liên quan tới khung cảnh hiện tại cả. Sau khi tìm hiểu ở trên các cộng đồng của Skibidi Toilet thì nhiều người cho rằng đây là một easter egg khá thú vị bởi anh chàng cameraman này đang cầm súng phun lửa mà phun lửa thì chắc chắn sẽ tạo ra khói vậy nên khả năng cao dòng chữ này sẽ là no smoking và ta cũng được nhìn thấy chữ o đứng đằng sau chữ king khá là hợp lý và thú vị phải không hơn nữa thì chúng ta cũng tìm thấy điểm thú vị giữa cây súng phun lửa của anh chàng cameraman này đang cầm nó giống hệt với súng phun lửa của nhân vật pyro trong game team fortress 2 chúng ta hãy bắt đầu với bức ảnh leak đầu tiên của ngày hôm nay đó là về phía phe liên minh như lúc nãy mình đã nói nhân vật chủ đạo của bức ảnh leak này đó chính là trưởng tộc người TV Titan TV Man nhìn vào bức ảnh đó thì ta có thể thấy ngay rằng anh chàng này đang rất tức giận. Với những bức ảnh hôm qua thì ta cũng được biết rằng đám Skibidi Toilet thì đang ở bên ngoài một nơi nào đó và với Titan TV Man thì nhìn phía sau anh ấy là một bầu trời buổi tối. Vậy nên có thể kết luận rằng anh chàng này cũng đang ở bên ngoài và liên kết với bức ảnh mà con Skibidi Toilet này đang đứng ở trên. Nghe răng ra cười phấn khích thì ta có thể suy luận ra rằng rất có thể Titan TV Man đã đến đây để giao chiến với chúng. Nói đúng hơn thì các bà Titan sẽ đấm nhau với đám này một trận. Với các bạn còn nhớ thì ở cuối tập 69, bọn họ đã cùng nhau khởi hành đến một vị trí nào đó mà chúng ta không biết. Vậy nên khả năng cao là bọn họ đã đi đến đây Nhưng vấn đề đó là tại sao Titan TV Man lại tức giận cơ chứ Mình không biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng mà các bạn biết đấy Titan TV Man là người mạnh nhất trong bộ phim này Và với tất cả những thứ sức mạnh mà anh ấy đã show ra trong tập 67 Và tập 68 thì mình có thể khẳng định rằng Không một ai có thể làm khó được Titan TV Man Thậm chí nếu để ý thì trong lúc chiến đấu với đám G-Man hay gã Scientist Kibidi Toilet Một kẻ rất mạnh với món vũ khí đã làm khó bộ đôi Titan Cameraman và Titan Speaker Man Thế nhưng nó cũng không tới mức khiến anh phải tức giận, mà ngược lại đôi khi anh còn nở những nụ cười dễ thương và vui vẻ nữa. Như bạn nghĩ rằng với sự tức giận này thì rất có thể là Titan TV Man đã bị tấn công bởi một món vũ khí nào đó cực kỳ đau đớn và rồi sau khi đứng dậy thì anh mới tỏ ra vẻ mặt tức giận như thế này. Đây cũng là một khả năng Thế nhưng mình lại nghĩ khác với giả thuyết của mình thì mình nghĩ rằng Titan TV Man không bị tấn công hay bị thương Bởi vì giáp của anh bây giờ rất cứng rồi Và khó mà có một món vũ khí nào có thể khoan thủng được nó Mà đồng đội của anh mới là người bị thương Có thể một cameraman, speakerman hay thậm chí là Titan cameraman hoặc Titan speakerman Đã bị đám Skibidi Toilet này tổng tấn công Và một trong hai người bọn họ đã bị thương rất nặng Vậy nên sau khi thấy được điều đó Anh chàng này đã tức giận và để cái biểu cảm khó chịu trên gương mặt như thế này Nếu còn nhớ thì trong tất cả là những tập trước đó. Kể từ khi Titan TV Man xuất hiện thì chỉ có duy nhất một lần là anh bày tỏ cái biểu cảm bực bội như thế này và nó là ở cuối tập 44 khi anh ấy quyết chiến với đám Skibidi Toilet đông đảo và hùng hậu sau khi giải quyết xong bọn chúng thì anh đã đụng độ với Infected Titan Speaker Sau đó Titan TV Man trưng ra biểu cảm khó chịu này và rồi tập phim kết thúc Phải chăng lần này cả team cũng sẽ gặp những thứ gì đó mạnh mẽ giống hệt như lúc mà anh đã đối đầu với Infected Titan Speaker lúc đó chăng Ta đều biết là ở cuối tập 69 cả ba người bọn họ đã cùng nhau đi đến một địa điểm nào đó Và người xem chúng ta đã nói rất nhiều về cái viễn cảnh mà cả ba người sẽ kết hợp cùng với nhau và đá đích đám Skibidi Toilet Chắc chắn lúc đó sẽ là thảm họa diệt vong quy mô lớn cho đám này Thế nhưng suy cho cùng thì điều này chưa bao giờ xảy ra Và cao lắm thì ở trong tập 68, Titan Speakerman và Titan Cameraman chỉ giúp đỡ cho Titan TV Man một chút Trong việc giam giữ con G-Man cuối cùng Trong khi anh chiến đấu với đám G-Man khác vì bọn họ cũng đã cạn kiệt nguyên liệu rồi Tất nhiên, viễn cảnh mà ba người bọn họ phối hợp với nhau thì cũng chỉ diễn ra trong tưởng tượng của các fan chúng ta và thực sự là không biết đám Skibidi Toilet có gì. Thế nhưng, tới mức mà nó khiến cho cả Titan TV Man tức giận thì mình cũng không thể tưởng tượng được ra là đám Skibidi Toilet đang có món vũ khí gì nữa Hoặc cũng có thể là khung cảnh cả ba người bọn họ cùng nhau di chuyển ở cuối tập 69 Không phải đến cùng một địa điểm mà bọn họ đã chia nhau ra và đi đâu đó Titan Speakerman và Titan Cameraman thì cùng nhau đi chung để hỗ trợ cho nhau Vì họ đang hơi đuối sức Còn Titan Man thì đang một mình tấn công ở một vị trí nào đó Vậy nên anh đã bị úp sọt ngay tại đây với rất nhiều con Skibidi Toilet phiên bản khác nhau Đó chính là lý do khiến cho anh chàng này trở nên tức giận tới như vậy Hơn nữa chúng ta không biết thực sự BOV cameraman trong những bức ảnh leak này là ai Vì có thể thấy là cả bốn bức ảnh leak đều là ở những vị trí khác nhau Tuy nhiên có tập 69 đã tiết lộ rằng bây giờ tất cả các normal cameraman đều có một bộ phản lực cho riêng mình rồi Vậy nên họ có thể bay lượn vòng quanh để bắt những khung hình quan trọng và gửi về cho phe liên minh hoặc cho những người đồng đội của mình Nếu bạn còn nhớ thì ở tập 50 và tập 60 đều có những tiết lộ lớn như việc Titan Cameraman quay trở lại hay đám Astro Toilet phản bộ chimen Điều này đã khiến cho người ta đặt ra câu hỏi rằng tập 70 sẽ tiết lộ cho điều gì? cũng có thể không có bởi những thông tin tiết lộ lớn đã nằm ở tập số 17 với việc Titan TV Man quay trở lại rồi Nhưng mình nghĩ khả năng cao là có bởi tập 70 này sẽ được đoán là có rất nhiều phần phim khác nhau Và Da Phu thì cũng nói rằng tập này là tập điên rồ và hấp dẫn nhất trong toàn bộ những tập phim đã có mặt trong series này Và hơn nữa các bạn có thể thấy là độ cường điệu hóa mà đa Phu đã tạo ra cho tập 70 này là rất lớn Thậm chí là chưa bao giờ mà anh ấy lại tung lên tới bốn bức ảnh lít như thế này là cũng đủ hiểu rồi đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm thì tập mà Đà Phu châu chuốt giống như thế này là tập 65 và nó cũng là một tập cực kỳ hấp dẫn bởi khi ấy bộ đôi Titan Speakerman và Titan Cameraman đấu với gã g và rồi bị úp sọt bởi kế hoạch của Scientist Kibidi Toilet. Đến với bức ảnh leak tiếp theo, bức ảnh này là về một large cameraman. Chúng ta không thực sự biết rằng liệu toàn bộ những large cameraman trong phe Liên Minh có khẩu laser khổng lồ như thế này hay không. Bởi tập 69 chỉ cho chúng ta thấy một large cameraman cầm một khẩu laser như thế này mà thôi. Nhưng việc Đa Phu đưa bức ảnh leak này lên thì ta có thể ngầm xác nhận rằng có lẽ những large cameraman bây giờ đều sở hữu những món vũ khí có hỏa lực lớn như thế này. Hoặc nếu không thì cũng sẽ có những món vũ khí tương tự như hai cây súng phun lửa của Normal Cameraman đã cầm ở bức ảnh lít thứ hai chẳng hạn. Hơn nữa nếu bạn phóng to khung hình này lên thì bạn sẽ được thấy rằng Large Cameraman này đang sử dụng một ống kính bảo vệ mắt hình tròn chứ không phải là hình vuông giống như những Normal Cameraman mà trước đó họ đã được đo phu chỉnh lại từ tròn sang vuông với việc xác nhận là có sự khác biệt trong những chiếc kính bảo vệ mắt giữa các Cameraman như thế này rồi. Thì mình đang khá thắc mắc rằng liệu ống kính của Blender Cameraman sẽ là vuông hay tròn bởi các bạn đã biết Large Cameraman ở tập 68 phần 2 đã đưa ống kính bảo vệ hình tròn cho anh chàng này trước khi ra đi không giống như những ống kính hình vuông dạng mới mà Dafu đã đưa vào. Mặc dù đây là một chi tiết nhỏ thế nhưng mình cảm thấy nó khá là thú vị. Ngoài ra lại một lần nữa chúng ta được nhìn thấy vị trí mà Large Cameraman đang đứng là ở bên trong căn hầm nhưng vị trí thực sự là ở đâu thì không ai biết được. Tuy nhiên cái này thì khá là dễ đoán bởi theo như những gì đã diễn ra ở cuối tập 69 thì ta có thể thấy rằng đây rất có thể là cửa trước của căn hầm bởi vì phe liên minh thì đã đột nhập vào bên trong rồi. Mình không biết là Large Cameraman này và Large Cameraman ở cuối tập 69 có phải là một người hay không. Nhưng nếu là cùng một người thì dự đoán của mình là chính xác. Còn trong trường hợp Large Cameraman này là một người khác nữa thì mình nghĩ rằng đây có thể là căn hầm ở lối đi phía sau nơi mà Titan TV Man dịch chuyển đến Bọn họ đã chia kế hoạch ra làm hai hướng và phân bổ lực lượng một cách đồng đều để hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù nói là các Titan có sức mạnh vô cùng lớn. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc chiến đấu một mình cũng rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên vẫn rất cần những người có khả năng chiến đấu cao như Large Cameraman được trang bị đầy đủ như thế này để hỗ trợ. Hơn nữa ta đều thấy con Ami Skibidi Toilet ở bức ảnh leak hôm qua nó chiến như thế nào rồi phải không? Tưởng tượng rằng có thêm 10 con hoặc hơn thế nữa thì cũng khá là oải rồi. Tính sơ sơ nếu chúng đồng loạt tấn công thì có khoảng 40 quả rocket phóng đến chứ chả đùa đâu. Trâu đến mấy thì đánh lâu cũng sẽ hẹo mà thôi. Vậy nên an toàn vẫn là trên hết. Điều thú vị nhất trong bản leak này đó là việc Dafu đã tiết lộ độ dài cho Elite Cameraman và cho phép anh chàng này công bố nó lên trên kênh của mình để chia sẻ với người xem trên toàn thế giới biết. Ở cuối video, Elite Cameraman đã chia sẻ rằng tập 70 phần 1 này sẽ có độ dài hơn 30 phút, khá là điên rồ phải không nào? Còn gì tuyệt vời hơn khi mà một tập phim siêu phẩm lại có độ dài dài hơn những tập phim thường lệ nữa? Điều bây giờ là chuẩn bị tinh thần rồi lót dép ngồi hóng cho đến khi Đà Phu đăng phim lên mà thôi Và đó cũng là tất cả những tấm ảnh leak mà Đà Phu đã chia sẻ cho Elite Cameraman Nếu thấy video này hay và thú vị hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại